Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Si Chum Gaming của mình. Và trong clip ngày hôm nay thì mình cùng các bạn sẽ tiếp tục tựa game ARK Survival Evolved này nhé. Thì trong tập này á, mình sẽ đi tìm bắt thêm những cái con thú Paradox và Pandora nào đó, nhìn cho nó xịn xịn tí coi. Tập trước thì mình đã tem được cho mình đó là hai cái con khá là xịn đó, đó là cái con Unicorn và cái con Tony Dragon, nhưng mà ở trong cái bản mod này nó sẽ để là Spiny Lizard Boss. Mình không hiểu vì sao nữa, nhưng mà cái con này á, nếu mà mình không thu nó vô quả cầu á thì nó đam với máu nó rất là khủng. Cho nên là mình mới quyết định thu nó vô để mà nép bớt lại sức mạnh nó đi. Nếu mà mình mạnh quá đi thì nó hết hay, đúng không? Mình không biết là những cái con như vậy nó có thể đánh lại những cái con máu mấy nghìn tỷ giống như là cái con thần núi hay là cái con pha đô đô màu tím tím á. Hôm bữa mình có đi ngang qua vài con á, mình thấy mấy con máu tàn mấy nghìn tỷ không à. Mình sợ mấy cái con mình là mấy con cơ bản đầu game á, đánh không có lại con đó, mấy con đó khủng quá. Chắc mình phải tìm một cái giải pháp nào đó để mà tìm mấy con xịn xịn hơn á, để mà mình tem. Mình sẽ bắt kiểu như mà không phải là nhắm vào một mod chủ yếu để chơi, nhưng mà mình kiểu mình chơi kết hợp hai cái lại với nhau hoặc ba cái luôn. Thấy con nào ở mod nào ok thì mình sẽ bắt con đó, bắt từ yếu cho đến thấp nhá. Chứ mình thấy cái con này là hơi bị OP quá đó, chưa gì hết trơn mà lúc mà mình chưa nét sức mạnh thì nó đánh được hơn 1 tỷ đam rồi. Các bạn thấy dã man không? Để mình chế thêm một vài cái cục này đi để mình dự phòng. Ủa, nó có một cái lò đốt smelter nó cũng chế bằng cái ngọc rồng nè, mình có nên chế không ta? Ui, có mấy cái quả đồ này nữa cũng vãi tèo đấy, đồ nào đồ nấy toàn thứ dữ không mà. Hai viên ngọc rồng à, một sao thì sẽ chế được một viên hai sao. Mấy cái này mình nghĩ chắc là sau này đánh boss này sẽ cho mình thôi. Bây giờ mình chỉ cần làm một cái bộ đồ nào đó mà nó kiểu bay được một xíu là được rồi. Chắc là mình sẽ chế bộ đồ bên cái mod pan mod rô này nè, nó dễ hơn. Đó, mỗi món 1000 giáp thôi, cái bộ đồ mình đang xài thì nó không có bay được, nhưng mà mình nghĩ sau khi mà mình chế cái bộ này xong nó sẽ cho mình bay để cho nó khỏe nhờ. Test thử coi, đổi đồ đi. Cái bộ này màu đỏ đỏ đúng không? Nó gần giống cái bộ Rome Knight bên cái mod AG đúng không các bạn? Không bay được ta? Hay là mình phải gắn đây là mình như nó mới bay được? Ơ, không bay được. Rồi luôn, vậy là cái bộ này nó lừa rồi. Trời ơi, bộ lừa các bạn ơi, bộ này không bay được. Ok vậy ta, chắc là mình phải đi đánh boss nó cho mình cái bộ kia thì mình mới có thể dùng để mà bay được rồi. Chứ mình là mình unlock hết cái mấy công thức rồi đó. Gì bộ này God of War 10.000 giáp luôn hả, ghê vậy. Bộ này 5.000 giáp, nó cần viên ngọc rồng số 2 thôi. À đúng rồi, mình phải chế thêm một vài cái Dino Food nữa. Trước mình đi qua bên chỗ đảo lòng á, mình thấy một đống mấy cái con mà có tem bằng Dino Food á. Để mình xem coi con nào mình tem được thì mình nhứt nó luôn. Đây, đi thôi. Hay là mình hồi nữa mình tiến hóa thêm cái con Arentavis này cho nó lên cái hệ Good Dead luôn đi. Để nó ở đây nó một mình nó hơi bị cô đơn á. Test đam nó một xíu coi. Nâng mắt đam lên trước đi. Ok, lọ kinh nghiệm là cái nó cái yên cái đó. Good lẹt với lại là Abandon thì nó có kiểu nó xài một yên không ta?
Tại vì lỡ mình chế cái yên này sau khi mình tiến hóa lên thì nó bị phí các bạn ạ. À, thà là mình chế hẳn luôn cái gút lẹt luôn thì mình đỡ phải mất thêm hai cái hai cái yên nhờ. Đó, mình làm sẵn một cái gút lẹt Arendavid với lại một cái yên abandon này luôn, test thử con yếu trước cái đó mới test con mạnh. Bạn nào xem cái tập trước á, tập số 3 đúng không ta, lúc đó là mình đang phi cái con Aran cho binh cát á, thì mình gặp ngay chốt à. Đấy, đang phóng nhanh vượt ẩu, thế là nó huyết còi một cái một, thế là bắt vô huyết giá phạt liền, cày tê nhờ, tự nhiên mất cái con Aran cho binh cát đó. Con nó cũng mạnh đó, bay ngon nữa. Rồi, con này đánh được 84.000 đam mà. Cũng được. Tiếng hóa lên mình chắc là nó mạnh. Nhưng mà nó cũng không có mạnh quá đâu. Do là mình giảm đam của thú với mình đang xài trong cái mod này hơi bị nhiều đi rồi. Trừ những cái con mod Pandora thì mình không nói nha. Mấy con này là theo như các bạn và mình đánh giá đi, thì các bạn kêu cái con những cái con mod, những con thú bên mod Pandora tuy là nó xấu nhưng mà nó là mạnh nhất trong tất cả những cái mod của bên game ARK này nè. Mình thì mình cũng chưa biết nữa nhưng mà mình thấy nó mạnh thật. Phải có một cái cuộc test giữa những cái mod, những cái con chùm ở bên mod Eternal Rimmer vậy đó, phải cho bọn nó đánh nhau thử. Nhưng mà series này chắc phải ở trong tương lai thôi. Đấu trường khủng long cho mấy cái bọn thu khủng đánh nhau, bạn nào thích cái ý tưởng này thì các bạn gán đợi ở trong tương lai nhé, mình sẽ cố gắng mình thực hiện đi. Bây giờ khi mà mình đang quay cái series chơi bình thường như vậy nè, mà làm thêm cái đấu trường khủng long nữa, nó bị xung đột mod với nhau là mình phải gỡ mod xong rồi gắn qua gắn lại nó lung tung á. Nhiều khi là mình gắn thiếu một cái là lần sau mình vô lại cái là nó mất hết thú của cái map mình đang chơi nữa, nó là ngu người luôn á. Nếu mà mình có hai máy khỏe thì may ra mình mới làm được hai series song song up lên cho các bạn xem được, còn không thì mình chỉ làm được có một cái một lần thôi. Đó, thì bạn nào yêu thích series này thì nhớ like clip với lại đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bạn nào mà muốn nhiều người xem hơn nữa thì có gì chia sẻ giúp mình để cho nhiều người thấy, họ xem để họ kiểu sao ta, cày quảng cáo giúp mình đi để mình có thêm nguồn thu nhập. Chứ mình làm cái này cũng đâu có được bao nhiêu đâu, làm gán gán sống qua ngày thôi. Mình làm gì ta, tiến hóa lên rút lẹt đúng không? Ủa sao mình không bỏ ở đây được ta? Cái này nó kêu là bỏ cái token rút lẹt vô, sau đó bấm Ctrl X là tiến hóa lên à. Cho nó lên luôn đi ha. Ôi da, tốn mỗi cái 10 cái gì đó nhờ, phí vãi chèo luôn. Nhưng mà mình nghĩ là khi mà mình dày nè, mình chỉ cần lấy ra nhanh là nó không biết mất đúng không. Đó, lấy ra đó. Đó, như vậy là mình lần sau mình chỉ cần chế một cái token nhưng mà mình có thể xài cho nhiều con nữa. Mỗi lần tiến hóa lên như vậy thì mình sẽ có thêm một đồng xu token nữa. Wow, tiến hóa lên good đẹp, thấy cái màu nó vàng óng nhìn đẹp nhờ. Arendavid level 1747. Wow, very cool man. Oh, chết rồi. Cái này nó bị fix, nó bị giảm đam các bạn ơi. Chết rồi, không ổn. Không biết là nó còn mạnh như trước không ta. Nó bị nếp bớt đam rồi nè các bạn ơi. Máu nó còn không được cao như lúc trước nữa. Đam còn có 36.000 thôi. Máu được bao nhiêu đây? 33 triệu. Ở cái gì mà dữ vậy mày?
làm thêm một mớ mấy cái lọ kinh nghiệm đi, cầm theo bên người. Máu nữa. Rồi đi, thử cho con này test lại lượng đam coi. Hồi nãy là 80 mấy nghìn đam đúng không? Bây giờ mình đánh lại coi. Chắc là sẽ tầm rơi vào khoảng mấy trăm nghìn đam. Ui chà, 914 nghìn đam luôn. Như vậy là nó gấp 10 lần đam lận. Ủa, cái con Lambeo này. Ơ kìa, mình không biết là khi mà mình giết cái con này nó có summon ra con boss xịn hay không ta. Mình sợ lắm luôn á. Ừ, mình phải để cái con này cho nó về nhà cái. Mình lấy cái con thú xịn ra để mà bảo kê mình chứ. Biết đâu nó lại triệu hồi ra một cái con boss nào đó khủng thì sao, đúng không? Ơ, cái con này nó sẽ target về vị trí nhà mình luôn kìa, bạn thấy không? Lambeo. À, con này nó chỉ cho mình mấy cái nguyên liệu như kiểu màu chế các kiểu thôi. Ấy, nó cho màu rồi mấy cái súng phun sơn lum tự lưa. Ok. Ây da, trời ơi, cái đồ tech này đúng kiểu để trưng bày luôn á, nó chỉ được tăng giáp chứ chả thấy có công dụng xịn què gì hết trơn. Ô nhưng mà cái đôi giày thì nó lại có nha. Cái giày thì mình có thể mình té được trên không xuống nhưng mà mình không mất máu, nhưng mà cái bộ giáp thì nó bị lởm. Bộ giáp không có được, hay là buộc mình phải mặc full bộ các bạn. Phải không? Bình thường là mình bấm cắt xong rồi mình đè nút ship là nó sẽ bay trên trời không như vậy đó. Mình phải chế full bộ ta. Gì đây? Element Factory. Cái này chế xong thì nó sẽ cho mình element. Cái này sẽ cho tất cả các đồ ở trong cái bảng ARK. Cái này sẽ cho mình element shard. Ui, cái này nó sẽ cho mình ga. Nếu mà mình khi nào giàu á mình cho mình chế tạo mấy cái này ra nè. Đó, để cho nó spawn đồ cho mình đi khỏe, đỡ phải đi farm nhiều. Rồi, let's go các bạn ơi. Giờ chúng ta đi vòng vòng chúng ta tìm mấy con thú xịn nha. Roll food thì mình cũng đã có rồi, ngọc rồng thì mình cũng cầm theo bên mình rồi. Giờ chỉ việc đi vòng vòng đi tìm thú thôi. Quá ngon luôn. Ủa, ngọc rồng mình đâu? Khoan. Nếu mình nhớ mình chế vài viên ngọc rồng rồi đúng không ta? Mắt có vấn đề là sao không thấy nhờ? Để trong đây ta, mình chưa lấy ra. Mình chưa lấy ra thật. Đấy. Đó. Đi bắt mấy con một sao trước đi, sau đó mình cứ nâng cấp dần dần lên 2 sao, 3 sao. Thì thôi, cầm em good đẹp này đi. Thấy con nào bắt được thì mình sẽ gọi con sói ra đánh xỉu, hoặc là mình có thể dùng cái kiếm xịn của mình nè. Ý, có kem tốt cái chồng. Giờ con bỏ cho linh hồn biết luôn, đi farm lại số linh hồn, tại vì mình chế mấy cái yên này nó khá là tốn á. Có cơ hội farm linh hồn thì mình sẽ farm hết. Không chừa nha, hồi trước là do mình bỏ qua nhiều quá, bây giờ có cơ hội dứt hết. Kiếm mấy con này dễ thôi à, con mình mạnh lắm. Bao giờ mà mình gặp mấy con, ủa từ nha, con gì đây, Dodo gì mà tấn công mình hả? Ủa, Nuka Dodo hả? À, đây cái con file cắt cơ nữa các bạn. Con này giết xong nó cũng cho linh hồn y chang cái con bọ hồi nãy á.
Với con Fire Tracker đó ngon lắm. Giờ phải đi xa xa tí mới tìm được mấy con boss xịn. Con này nó còn cho linh hồn nhiều nữa bạn. Chăng chăng ấy cho đóng linh hồn luôn. Ây da, cái con gì kia các bạn ơi. Ui, từ xa xa mình đã thấy một cái đôi cánh gì đó bự bự đó, bạn nào thấy không? Ây, con chim gì nữa đây. Ai đù, con này là boss móc rơm mà 150.000 máu thôi nhưng mà không biết đánh lại không ta. Ây da, mình chỉ sợ khi mà mình giết cái con này nè. Con này nhìn nó có vẻ giống cái con Kamantachi á, đúng không? Trời ơi, y bà luôn các bạn ơi. Cái con Kamantachi khi mà mình giết nó sẽ xâm ra một cái con Manticore mà nó ghê lắm. Con này thuộc dạng là mod bot khủng ở bên cái mod Rometheus á. Rồi đừng có thấy 150.000 máu như vậy là mà chơi yếu nha. Nhiều khi là mình còn mình không đẳng cấp để mà đánh nó mất máu luôn á. Kamatachi Watchman. Ui già. Rồi tôi để đó đi. Từ xa xa mình đã thấy một cái đôi cánh gì đó nó bự bự rồi đó. Bạn nào thấy không? Không biết là rồng hay là Manticore nữa. Tôi khỏe trước mình ghé qua đó mình giết nó đi. Ây da, bài khó chịu quá. Như là Manticore các bạn ơi. Mất bao nhiêu máu rồi. Má đồ cánh bự vậy. Qua nghe chữ thôi. Con gì đây? Trời. Manticore đẹp lắm. Nhưng mà nó cần một cái viên Final Dragon Ball. Manticore Boss Tem Passive 1922 tỷ máu. Há quả này là tem xong là best luôn á. Nhưng mà để từ từ đây. Giờ bắt mấy con này thì mạnh quá, nó mau chán đúng không? Nó bắt mấy con này đơn giản à, không khó đâu. Bây giờ mình chế được ngọc rồng 1 á thì mình chế lên viên 2, viên 3 là easy lắm. Game nha, ta tay máy cắn tầm bậy nha con. Tao còn farm electronic nữa. Thôi từ từ nha, cái viên final này nó chế bằng cái gì vậy ta? Viên final chế dễ ợt à. Viên 1, viên 2, viên 3, mỗi viên một cái. Đây nè, cho các bạn xem nè, đó viên 1 thì mình chế được cả đống. Viên 2 thì cần 2 viên 1, viên 3 thì cần 2 viên 2, đó chế viên final dễ ợt à. Sẽ để ở đó sau, từ từ rồi mình bắt mấy cái con xịn. Bắt những con vừa trước đi. Ây da, cứu. Ây da, mình đang cưỡi chim, quỷ cua này nó. Bà cha nó cày tới nhờ. Nó gắp mình cua hoàng đế này. Đau men. Rồi, được một đống organic polymer luôn. Quá đẻ. Vậy. Yeah. Nghe chút chút. À, thấy rồi. Nghe chút chút rồi đó. Uầy. Trưởng Kamayoko đó các bạn nhờ. Con này tên gì đây?
Rome, Magician. Con này level 60 à. Ui dở quá rồi. Ê, từ 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 còn một con nữa. 60. Ủa. À cũng là nó mà. Nếu chờ mình nhìn nhầm. Mình cứ tưởng có thêm một con nữa chứ. Con nào level cao cao thì may ra mình bắt tầm level 300 mấy á. Level 60 của bắp rồi. Cái con Terry Flaming này nó có farm được fiber xịn không ta? Mình đang cần một con gì đó để mà mình farm fiber. Chứ mà farm tay farm lâu lắm. Mình đang suy nghĩ là mình có nên bắt cái con bọ ngựa không ta? Hình như là bọ ngựa khi mà mình dùng nó mình farm á, mình cho nó cái liềm mới nó gặt được fiber nhiều lắm đúng không? Hợp lý hợp lý. Được nha được nha. Để mình tìm cái con bọn ngựa nó xịn xịn coi. Cái con nóc tích này cũng được nè. Ây da, chết bà rồi. Nhưng mà nó lại là tem bắt siêu các bạn ơi. Ê xuống đây cu. Nó ngu khó chịu nha. Mình còn có nó bay kìa. Nóc tích này cũng nói chung là cũng tạm tạm thôi à. Nhưng mà nó tem cần cái Death Warm Horn là cái gì, cái sừng sừng của con Death Warm, nhưng mà tem bắt siêu là mình buộc mình phải chế cái lọ gì á. Cái thuốc giúp mình tàng hình trước mặt mấy con này á, thì may ra mấy tem đi chứ mà mình bị nó đánh á, thì nó sẽ bị giảm đi cái chỉ số tem mình đi là không tem được đâu. Thì tìm mấy con Death Worm để mà giết nó lấy cái sừng nó về để tem. Mấy con Acro nữa bạn thấy không? Acro gì đó, Kentosaurus. Ây chà, con đấy lắc gì? Ồ, Riffin Tronaut kìa. Ôi trời, gì mà đông vậy ba? Ăn mấy đứa. Rút lẹt. À, con này lấy thường là không có chê. Ây da, không kiểm soát được cỏ nhanh quá. Quanh này thú dữ nhiều lắm. À đúng rồi, mình phải ghé qua chỗ lấy tổ hải ly xíu. Ấy mấy con này nó mới dữ nữa các bạn. Con Dodorex này máu 1.700 tỷ. Thêm con này dưới này ở đây. Wow, con sói lửa. Sói lửa này nó cần Final Ball. Thì cũng chưa tem được đâu. Nè hàng này mới giữ nữa nè, 5.900 tỷ máu. Ôi trời ơi. Đó, bây giờ chế viên ngọc rồng là tay mấy con này dễ ợt hả? Nhưng mà giờ mình không muốn tem. Con này nó cũng dễ nè. Ủa con này có 100.000 máu thôi à. Ủa hải ly đây hết trơn rồi ta. Ê, có con Manticore kìa. Như tổ mấy cái tổ to nằm trên đây nè, đó.
Wow. Có con Dodo Rex luôn. Biết ngày level bao nhiêu đây để xem coi. Level 240 ạ. 240 thì nó sida quá. Anh trộm tội Heli công khai luôn, bạn không sợ đâu. Mấy cái này nó cắn mình không đau đâu, hết sợ rồi. Bay rồi là hốt thôi. Nhưng mà không được diệt sản bọn này nha, bọn này nó mỗi lần mình vào lại nó sẽ cho mình mấy cái Cementin bay mới. Ồ, cảm ơn, thank you. Ây da, trời, nó tung hứng mình kìa. Ơ, cái bộ giáp này nó cho mình nhìn được xuyên dưới nước nè, các bạn thấy không? Dưới nước nó không còn bị màu trắng nữa, màu xanh dương nữa, nó thành màu trắng luôn rồi nè. Ây du. Thử nha, kiếm chỗ bay lên. Mày, hả mày? Ừ, cảm ơn. Đấy, múa cột. Ui. Anh Dodo kìa, anh say kìa, bạn nào xem không? Cái mình mà lòng miếng nhạc vô nữa là nó quay vãi nồi luôn á. Chịu cái gì mà te te. Ở trường nhìn anh Dodo. Dodo rét lửa hài vậy. Cái não rơm rồi, từ mình coi chế khó không ta? Brain 20 linh hồn mỗi loại, mắc vậy. Farm linh hồn chết luôn. Rồi đây rồi, vẫn còn một cái đập nữa. Đó, mấy cái này đập. Mấy cái tổ này hôm qua mình ăn cắp hết rồi đó. Xong rồi mình bữa nay vô lại cái nó spawn ra cái mới. Ngon quá ngon luôn. Farm linh hồn easy boy. Đẩy lên, đúng lên, đúng rồi đó. Đúng lên. Cảm ơn. Ok. Hợp lý. Đó, mấy con này nó muốn mình ăn trộm chứ còn gì nữa. Ây à. Ấy, thằng này leo luôn kìa bạn. Đúng lên đi. Ừ, cảm ơn. Xin nha. Chạy. Ở đây vẫn còn một cổ nữa. Trời ơi, lại ăn cắp thêm một vụ sim trên bay nữa. Ê, đây vẫn còn một cỏ nè. Chạy. Té. Ê, chạy thôi. Wow. Con này là con tech đúng không? Tech Quetzal nè, con này ăn raw food tem KO à. Được. Mấy cái con rồng này thì các bạn phải đợi xíu nha, hồi nó phải farm linh hồn đó mình mới teo được mấy con đó. Ủa, nhưng mà sao có con rồng này nó to vậy, con kia bé xíu rồi ta. Trời, Quetzal nó bay nhanh kìa. What the heck man, nó bay vãi liền luôn á. Đuổi theo. Rồi. Từ nha. Mình có cái nguyên liệu bí mật Stability Steel này nè. Chế được không ta? Mejor Berry với lại Stintoberry. Các bạn ăn cái cục đó vô thì các bạn sẽ được sao ta? Nó giống như kiểu là xài được vũ khí trên lưng thú luôn á, hay lắm. Bạn nào có dịp các bạn cài thử cái mod đó đi, hơi bị sử dụng quá. Tại vì những cái con như vậy nè, đôi khi mình không có xài được vũ khí trên người nó. Arantavis này nè, các bạn chỉ cần chế đó thôi, các bạn cho nó ăn sẽ có tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Cài cái mod tên là cái này nè, Stability Steel. Hơi bị hay luôn á nha. Nè, thí dụ mình đang ở trên lưng này đúng không?
mình bấm số 3 này là mình đâu có lấy được cái cây trọt đó đúng không, số 2 gì đó chỉ xài được cái tele với lại cái ống nhòm thôi. Nhưng mà khi mà mình cho con này nó ăn cái cục này nè, bạn xem thử đi. Đâu rồi, stability nè, những cái món súp thần thánh đó, ăn vô đi. Hình như là nó có trên con này mãi luôn hay sao á, nó không có hiện thời gian đó. Giờ các bạn bấm số 3 nè, nó lấy cây chọt ra nè, đó thoải mái luôn. Số 2 nè, được luôn nè, cầm cái kiếm đánh turbo nè, xỉu nè, cầm được cabola luôn nè, đó hay không đó. Bây giờ mình chỉ việc đuổi theo cái con petrol kia, mình ném bola cho nó đáp đất, rồi mình cầm cái cây kiếm đánh turbo mình cho nó xỉu thôi, rồi mình tém nó con này dễ. Trời rớt nè, ây da, ném hụt rồi. Tính toán là hay đó nhưng mà ném chật lắc rồi con ơi. Rồi đâu rồi, con này bay nhanh vãi cả trưởng ra. Ây da, ném hụt rồi ta. Trời ơi, xài được là một chuyện nhưng mà tam minh làm sao cho nó chuẩn là một chuyện khác nữa các bạn ơi. Mình ném hình như là nó toàn ở phía dưới không à, khó trúng lắm. Thôi mình cầm cái này mình bay thêm một bữa luôn đi nhở. Thôi da, tôi chém hụt như vậy. Úi già, đó đánh lên được turbo nè. Đuổi theo chặt nó. Bay nhanh quá liền luôn con tắc. Nhớ mấy con tắc nữa nó bay chậm lắm mà sao con này bay nhanh thế rồi nhờ. Con ai đang tao biết sắp được xỉu tên ơi. Hay. Ây da con. Con thấy mẹ rồi, cái con kia đi bị nó chích chết con đó luôn rồi bạn ơi. Chết rồi, đò luôn, mất tiêu luôn. Cái định mệnh. Đang định em mà chó này. Cái con Manticore Patrol mày nó ảo lắm. Nó chích một cái một là turbo là mấy chục triệu là xỉu luôn á. Cho nên chơi với mấy con này nguy hiểm nó không dễ đâu. Thấy nó 2000 máu thôi, đáng lý là mình cạp tầm 2 hoặc 3 cái là nó chết đúng không? Nhưng mà mình chưa cạp được cái thứ hai nữa là nó chích mình xỉu mất tiêu rồi, nên thôi bỏ qua nó đi. Thấy con nào lạ thì bắt thôi. Réo bên sa mạc chơi cái gì. Ồ, các bạn kêu là ba cái con sói Guardian đó thì cái con màu hồng là mạnh nhất thôi. Thấy con nào nó cũng tương đương như nhau à, không có con nào mạnh hơn con nào đâu. Trời, mạnh dữ mẹ. Lâm thích. Bây giờ có cây xích cổ xịn rồi. Gần mấy cái lút thính này lắc vậy, với lại mà đang ở chỗ rồng rất là nhiều á, ai vô khu vực này là chịu không nổi đâu. Asura boss kìa, anh nào thấy không, có hiện cái thanh máu dài thằng lòn kìa. Còn cái con nào mà tem bằng ngọc cộng một sao nữa, ông ta với lại mấy con rôm bình thường thôi, đừng là rôm chét thì mình không tem được, phải giết nó. Hôm qua là mình thấy cái con rôm chét rôm Manticore gì đó mà đúng không, Ankylo thường. Con gì đây, con này là rồng Neolithic kìa, nhìn như là cái con chó Bico vậy á. Mình tem thú đây rồi. Let's go.
từ nghe, để mình xem coi nên mắc con nào trước đây. Cú lửa à, cú lửa liên hệ vậy đây, Flaming. Mấy cái con thú xương nó cũng mạnh phết á. Ủa, Rombon Raptor Mini hình như là con. Ê, nó đừng có chơi mình rồi. Mẹ giật cái mình á. Nó đẩy ghê vậy. Quá cái nồi. Mình thấy bên kia có một dàn gấu rồi đó. Gấu này chắc là đệ tử của Kakashi. Ây da, gấu của thầy Kakashi nè các bạn. Nhưng mà thầy ấy đâu? À đây đây đây, đây. Thầy ấy đây nè. Mỗi lần thầy ấy gọi ra đệ ra thì thôi, nó dí tới công chuyện luôn. Từ nha, à, cái, mấy con gấu này nguy hiểm lắm. Từ mình phải kiếm cái chỗ đó an toàn cái đã. Tạm thời mình cho con này về đi. Đỡ mấy con nó chết các bạn. Từ mình âm mưu bắt cóc thầy Kakashi coi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Thầy ơi. Thầy xí cá cà đâu rồi. Vui. Con này tem được không ta? Không, mấy con này không tem được. Ô mấy con này, ô con này có nó máu cao vãi chưởng. Cơ hội đây rồi. Ây da. Thầy ơi, em tới với thầy đây. Lại gọi nó thêm rồi, chạy 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 chạy. Cứu. Ây. Thầy đâu rồi? Thầy ơi. Thôi. Ai? Ai dở thế nhờ? Ngắn cực chỗ luôn rồi, chết queo luôn, không kịp phản kháng gì luôn à. Thầy chơi phải tèo. Thầy chơi vậy em chịu rồi. Gọi về thôi. Tí nữa qua thăm lại thầy. Hai cái món đồ lõm vãi chưởng. Romamus Shadow. Không có kháng được bao nhiêu hết trơn á, dễ chết quá à. Đâu rồi ta? Ủa đây. Qua lại qua lại chỗ cũ. Qua tem cho bằng được thầy Kakashi nè. Gắt này đúng không nhờ? Gắt thầy Kakashi đi đi chứ không thầy mà gọi ra đẻ rồi mình chết. Ủa? Khoan nha, để mình tìm lại chỗ thầy cái đó. Như đâu quanh đây thôi à. Đây rồi, đây nè. Cái bầy quỷ này nó bu thầy nè, bu phem hay gì á. Ây da. Ừ. Ta dùng chiến thịt dương đông kích tay. Thầy đâu rồi? À, nó đứng giữa thầy luôn à. Chơi gì vậy? Ngay tủ trường à, đông dữ vậy mấy cha. Nhưng mình đá chết thầy chưa nữa. Nhưng mình đá chết thầy rồi đúng không?
Thầy ơi, thầy Si đâu rồi? Hình như là mình sút một sút chết thầy đâu mà thầy cho mình mấy cái cờ lệnh hiệu triệu da ke bla blue này nè. Đây, xin vĩnh biệt cụ. Đó, thầy chết cái là mấy con gấu nó biến mất tiêu hết luôn. Con Manticore, wow, Asuga Boss kìa, 6,9 triệu máu, gì nữa đây? Ê, được á, được á, con này tem được, con này tem được. Nhưng mà từ từ, 1,9 triệu ma turbo, khoan nha, 1,9 triệu turbo thì giờ làm sao giờ ta? Mình đang muốn tìm một cái cách nào đó mà giúp mình lên turbo nhanh. Mà máu nó chỉ có 300.000 thôi đúng không? Dùng cái kiếm thì có ổn không? Các bạn thấy mình xài cái kiếm được không các bạn? Không biết cái con này lại gần nó có đấm mình cái chết hay không nữa, nhưng mà mình cứ thử đi ha. Các bạn ta lên gần đây tí coi. Kiểu gì mình cũng phải tiếp cận gần nó rồi mình ném bola. Sau đó mình mới dùng cái kiếm này mình đập. Ok, nó không dính cái bộ, nó không dính cái bộ la thì mình chết thôi. Phải giữ chân được nó đã. Còn xài cái con mẹ rồi, như không dính đúng không? À dính 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 dính. Âu, từ từ nha, đứng đứng sau lưng nó thôi, đứng trước mặt nó khè cái chết á. À, chạy à. Ơi. Cái con kia là cái con rôm chép đó các bạn. Cái con đó thì không tem được nha. Con đó là mình giết nó để mà mình lấy mấy cái đồ của nó. Rồi, mày không được mày. Sao thấy con rôm chép nó chạy đây nó quất mình cái mình đi bụi rồi người luôn á. Các bạn thấy nó phân biệt nhau, cái con thường thì nó ánh màu trắng, còn con rôm chép thì nó sẽ ánh mấy cái sọc sọc màu xanh, màu tím, màu vàng gì đó. Rồi xỉu. Ui, level 560 luôn à, trúng số rồi. Ê ê ê, ê bảy út đừng qua đây nha. Thu vô cầu cho chắc hết hồn, mình cứ tưởng con quỷ kia nó tới đây là mình ngu người đó. Thu vô cầu đi. Ý, giết cái con gom chép này được nè, 800.000 nè. Ừ, để mình dùng cái con ngựa thần ra đây mình dớp nó luôn. Unicorn hay xấu du 10.000 máu, với 10.000 máu thôi nhưng mà chắc gì con nó đánh lại con mình. Mày chỉ là mod Rome thôi, làm sao mà đánh lại mod Pandora được. Đó, thấy chưa? Nó quánh cái một chích ngắt. Electronic. Không có Electronic mà cũng không có què luôn, có gì kỳ vậy? Trời ơi. Hay là do cái con unicorn này nó không có được cho đồ ta. À, một nước đi sai lầm rồi. Nhưng con này muốn là bậy. Trời ơi, phí thực sự luôn á. Đáng lý là mình được đồ rồi đó mà không biết nó cho cái gì thôi. Mà quan trọng hơn hết mình rệt, mình tem được cái con
Rome Giga Notosaurus. Ấy cha, thiếp này cần yên nữa ha. Vậy là cái nó cứ yên rồi mình. Ê, từ nha, mình mới thấy nó có chế độ tiến hóa nữa các bạn. Transform Lightning Gigan Power nè. Speed với lại cái gì đây? À cái này bỏ vô nó chế Rome Food rồi. Cứ 2 giây nó làm một cái Rome Food cho mình. Cũng được. Đây. Con Gigan này nó có 3 cái chế độ tiến hóa này nè. Các bạn vote xem tập sau mình tiến hóa con này lên thể nào đây. Lightning, Power hay là Speed. Nhưng mà mình phải đi làm sao tìm được cái mấy cái đồng hồ cát kìa. Đồng hồ cát với lại cái Rome Core. Rome Core là cái gì vậy? Rome Core bằng 100 cái Rome Crystal. Cái Crystal này là mình phải để nó, nó kiểu nó bị hỏng cái Rome Food đó, nó sẽ ra được cái Rome Crystal đó cho mình. Dễ, quan trọng là đánh. Hình như là mình giết con Asura kia nó sẽ cho một trong ba cái đồng hồ cát này nè, mình có thể dùng để tiến hóa lên. Easy. Đó, bạn nào bạn nào muốn mình tiến hóa theo thể gì thì bạn comment xuống phía bên dưới của clip này nha, để tập sau mình thấy nhiều cái ý kiến nào là tiến hóa lên thể nào á thì mình sẽ tiến hóa lên sau. Giờ thì mình test ở chế độ bình thường thôi. Thì con ơi, chúng ta cùng nhau ra ngoài thế giới để mà thử đam cái nào. Rồi mở cửa đi. Trời, nó đẻ trứng luôn kìa. Ừ. Trứng Giga nè, lùm. Trứng này hồi nữa mình mang, mình đi tìm mấy con Ovid Raptor các bạn ơi. Hợp lý. Ủi Raptor sẽ kích thích sự rụng trứng của mấy con khủng long nhà mình. À, ngon luôn. Đi hơi chậm nha. Đánh thường coi xem được bao nhiêu đam cái đã, xong rồi mình mới nâng level lên. 8900 đam. Hơi bèo. Ây da, ở nhà mình có con gì đây? Halo Phantom. Có con chụp phải coi. C không có gì à, ít không có gì, control không có gì, quy không có gì luôn. Trời long đất lở. Wow, cool man. Tao là kinh nghiệm rồi, búp lên cái lượng đam với lượng máu nó thử coi. Ở bên đây nó không có thú xương cho nên là mình mới xài cái loại kinh nghiệm này giúp nó tăng lên cái lượng kia cho kinh nghiệm cho nó nhanh. Uầy, tăng lên một vài lần luôn các bạn. Đam với máu là full rồi nha, 254 điểm thôi, đừng có 255 quá làm gì. Các bạn ráng 255 thì nó cũng chỉ có lên được có một xíu thôi, với lại nó có khả năng bị reset ở lần sau các bạn chơi á. Nhưng khi 254 là ổn rồi. Nâng lên được 149.000 đam, 222.000 đam. Được phải coi. Vẫn là 222.000 nhưng mà nó sẽ nổ tầm 3 lần đam á. Nó con nào mà nó máu cao cao xí để mình cho nó thử coi. Quanh đây toàn mấy con thú mà máu yếu yếu mà chưa mạnh đâu.
đi gặp mấy con boss thì xịn cơ. Con này máu chỉ có mấy chục nghìn thôi à. Mình thấy đi như vậy vẫn chưa nhanh nếu bạn ạ. Mình nhắc đi chậm á, hơi bị khó chịu một tí. Đi ra là phải phóng dù dù á. Cái kia mới sợ. Ồ, tầm này cũng được rồi nè. Mình giống như là một cái cổ máy farm thịt vậy đó. Không có sợ với bọn. Trừ mấy thằng mạnh thôi. Rồi nó đánh tầm xa luôn, đánh AOE luôn kìa. Mấy con ở gần gần là chết hết. Cho mấy cái linh hồn Fleming nhiều dữ vậy. Rồi cầm em này mình đi lên chỗ cái chỗ mấy cái chỗ rồng á. Uầy, lên nó clear thì ngon lành cành đào luôn. Ây da. Gặp Thánh Phantom ở đây rồi. Thôi bỏ qua đi. Tôi đi kiếm mấy cái ổ rồng á, mình ai ổ rồng đây nè. Úi giời ơi, mình quất một cái một là đi nè. Đó, cứ một cái khè là sạch bóng kiếm. Trời ơi, nó bu cái quẹ gì mà đông dữ vậy. Ôi, cái con này với lại cái con khủng long rex mà giật điện bên mod gì đó bup này sờ nó hào hào với nhau đánh lan đã lắm nè. Bu một cục nè, bu một cục nè, đúng mày. Thấy tiếng gầm xung trận chưa, tiêu. Chế cái room food, sau đó mấy cái room food để nó hỏng đi mình sẽ có được room crystal. Quá đã. Ê nhờ, cầm mấy con này đi càng lướt thế giới đã luôn á. Nhất là mấy cái chỗ nào mà nó tụ tập đông á. Thường tụ tập đông là dễ bị dính corona lắm nè. Đó, mình sẽ cầm mấy con này như là gì đó, mấy anh dân phòng á. Nó đến tụ tập ăn chơi vậy hả? Huýt cho nó một phát liền rồi, đưa hết lên đồn. Trời buổi đang Adu nó dành kè vậy, kè vậy. Thôi. Wow. Cái con này cái màu. Cái màu nó giống như là cái con gì mà Dodo mà giống như là cái màu của Phật tổ vậy á. Gondodo. Wow. Còn một cái con mà Dodo là của mod Ma TH nhưng mà nó là gì đó. Cái con tên là cái gì mà Akatsuki hay cái gì đó mình không nhớ tên, nhưng mà nó vàng vàng cũng mạnh mạnh như vậy. Con này thì chắc không mạnh bằng con đó đâu, con đó được cái bất tử nữa chứ. Trừ khi là nó bị dính mấy cái lệnh mà delete hay là destroy gì nó may nó mất thôi. Trời ơi, con này tem nó bằng một cái viên final Dragon Ball nè. Được. Để ở đây, chừng nữa mình sẽ đi tem nó sau. Ok, 4065 đúng không? Rồi, đi về thôi. Tập này chơi vậy đủ rồi. Clip này dài cả tiếng hồ ở đó chứ, ngắn đâu. Về thôi, tập này cũng đã đủ lắm rồi. Rồi, để đây, tập sau rồi mình tiến hóa sau nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình nha. Nếu bạn nào mà thấy hay thì để lại cho mình một like, một lượt chia sẻ, đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. Bữa nay chủ nhật mình ra 2 clip luôn. Một cái buổi trưa thì các bạn đã xem rồi đó.
Còn cái buổi chiều 4 giờ thì ở đây mình up lên sau nha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip ngày mai. Bye bye, hẹn gặp lại.